các bạn đến với kênh Mẹo Vặt 89. Trong nội dung video ngày hôm nay thì mình hướng dẫn gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất thì là mình sẽ review chiếc tay hàn này. Và nội dung thứ hai, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc giá đỡ mỏ hàn luôn. Ok. Và bây giờ mình sẽ vào phần review trước. Thì ở đây như các bạn thấy là cái tên cái tay hàn này là No 907. Và loại này là loại zin nha các bạn. Nó sẽ có hai loại giống y chang như thế này. Đấy, một loại cũng gần giống y hệt cái này luôn. Thế nhưng mà cái loại đấy thì là loại hàng đểu kém hơn. Đấy. Còn hàng này là hàng zin, hàng thật đúng công ty. Thì ở đây đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra xem nó là hàng có đúng zin hay không. Thì chúng ta sẽ kiểm tra ngoài cái vỏ này, thì kiểm tra cái bước sơ qua thôi. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái địa chỉ mã QR, mình sẽ đưa lên chụp xem thế nào. Đấy, như ở đây thì máy nó nhận luôn, thì nó vào luôn website của sản phẩm này. Như ở đây các bạn có thể thấy website đây là hhgi.com.vn. Thì đây số điện thoại nó cũng có luôn. Thì đấy là cái mình kiểm tra sơ bộ thôi. Và bây giờ đi vào bên trong nữa, các bạn sẽ mở ra. Thì ở đây như các bạn có thể thấy là ở đây như hàng zin nó sẽ có cái miếng dán này. Đấy, miếng dán của công ty. Thì các bạn muốn kiểm tra thì bây giờ cái phần này chúng ta sẽ bóc ra, cào ra để thấy cái mã QR này. Và chúng ta sẽ chụp để kiểm tra xem nó là hàng thật hay là hàng điệu nhé. Đây, tiếp tục mình sẽ kiểm tra mã QR. Đây, mình sẽ đưa vào. Máy nó nhận ngay. Để nó kiểm tra thông tin chi tiết nhé. Đấy, như các bạn có thể thấy là nó chạy vào cái website của công ty hhgi.com.vn này, địa chỉ của nó. Đấy, thì đây là mã QR của nó. 7956, đây có 7956 này. Đấy. 1912 thì 1912 này, hàng cuối cùng là 8020. Ok, vậy là chắc chắn hàng này là hàng Trung Quốc, nhưng mà hàng nó là hàng công ty Trung Quốc nhá, chứ không phải là hàng đếu Trung Quốc, hàng tàu khựa đâu. Rồi, đó là cái phần cái vỏ này chúng ta kiểm tra. Và phần tiếp theo là chúng ta vào cái tay hàn này. Ở đây các bạn có thể thấy đây là tay hàn No 907. Mình thì các bạn ngay phía sau này các bạn có thể thấy một cái tem. Tem này là tem 7 màu. Các bạn có thể hướng theo nhiều chiều thì các bạn sẽ thấy nó sẽ đổi 7 màu. Tiếp theo nữa là trên thân này nó cũng sẽ ghi cái tên công ty này là tên GZ. Đây. Thì nó có viết đầy đủ thông tin ở đây. Đấy. Đây là một chiếc hàn zin nhá, hàng zin chứ không phải zin. Còn hàng điếu nó y chang như này, nhưng nó sẽ không có những thông tin như lúc nãy chúng ta vừa mới kiểm tra. Rồi và bây giờ mình sẽ nói qua ở đây. Ở đây có một dây và một cái kẹp màu đen. Kẹp này các bạn có thể kẹp vào cái dây tiếp địa để chúng ta ngăn ngừa cái trường hợp là nhiễm điện ra đây. Đấy, tiếp địa đấy. Còn phần này là ổ cắm, chúng ta cắm trực tiếp vào điện 220V. Và chúng ta sử dụng. Ở mỏ hàn, cái đầu tay hàn này là có cái hay là khi các bạn dùng mà nó bị hỏng cái mũi hàn hoặc là hỏng một bất kỳ một cái gì ở trong đây, chúng ta đều có linh kiện thay. Chứ nó không giống như cái tay hàn mà mình mua như này. Đây là tay hàn 60W, nó cũng 60W. Đấy. Và cái này cũng là 60W. Nhưng mà cái này là khác, là có chỉnh nhiệt độ này rồi các thứ. Cái này mà hỏng thì chỉ có thay được cái mũi thôi. Cái sensor các thứ thì cái đó thì lúc đó cũng hỏng lâu rồi. Và các bạn thay thì các bạn tháo. Chúng ta sẽ khám phá xem bên trong nó có gì nhá. Đây, nó có mấy phần khớp như thế này này. Phần này phần vỏ bọc bên ngoài. Cái này là cái mũi hàn. Nếu có hỏng chúng ta thay mũi hàn. Hoặc các bạn có thể thay sang rất nhiều dạng mũi hàn khác nhau. Ví dụ đây là mũi hàn nhọn. Các bạn có thể thành mũi hàn dao này. Rồi mũi hàn bè này các sợ. Nói chung là nhiều kiểu. Và đây là cái phần đốt chính của cái mỏ hàn này. Rồi, sơ qua vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ lắp nó lại. Đơn giản thôi. Các bạn chỉ đút vào là thế là lắp. Như trò xếp hình nhé mà. Rất đơn giản đúng không ạ? Chỉ cần vài bước đơn là cơ bản như vậy là chúng ta đã lắp được rồi. Thì bên ngoài đây các bạn thấy là ở đây cái mỏ hàn này nó có cả núm điều chỉnh nhiệt độ. Đây, nhiệt độ của nó ở trên núm điều chỉnh này là hiển thị từ 200 cho đến 450 độ C. Đấy, như trên đây nó ghi như vậy. Thì dưới đây nó có một cái bóng đèn. Và chúng ta cắm điện vào thì khi nào thì bóng đèn nó sáng khi đấy.
đến lúc nào nó đủ nhiệt thì cái mỏ hàn này nó sẽ ngắt điện và nó không đốt nữa. Đây các bạn thấy bóng đèn đang báo là đang đốt. Vậy bây giờ mình tăng nhiệt độ lên, mình chắc cần khoảng tầm 350 độ C đi. Và bây giờ mình sẽ hàn thử cho các bạn xem nhé. Và phần tiếp theo bây giờ mình sẽ thử chấm mối hàn vào những cái mối hàn mà nó to như mẫu điện như này, xem cái mỏ hàn này nó có thể làm tan chảy một cách dễ dàng không nha. Và mình sẽ tăng nhiệt độ lên khoảng tầm 400 đến 450 đi, để cho nó có thể ăn được cái mối hàn to như thế này. Đấy, đèn đã tắt có nghĩa là nó đang đủ nhiệt độ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem. Ok, và đây là tất cả những gì mà mình vừa giới thiệu với các bạn, là một chiếc mỏ hàn Nou 907 Zin nhá. Và cách test kiểm tra thì lúc nãy mình đã hướng dẫn rồi. Về cái phần mỏ hàn này, nếu như bạn nào mà yêu cái mỏ hàn này, các bạn có thể truy cập vào trờitrờihn.vn để mua hàng, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình để mua sản phẩm này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm cái giá đỡ mỏ hàn nhé. Và nội dung phần thứ hai này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc giá đỡ mỏ hàn. Thì đầu tiên các bạn cần chuẩn bị đó là một chiếc ống bằng sắt như thế này, và các bạn cắt ra. Ở đây mình lấy 3,5cm, và các bạn cần hai con vít như thế này. Và các bạn cần chuẩn bị thêm một miếng gỗ 11cm x 13cm x 2cm nhé. Một chiếc móc quần áo, một nhúi đánh xoong nồi, tô vít và kìm thôi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên các bạn sẽ cần một chiếc móc quần áo như thế này, và các bạn sẽ cắt cái phần trên đây đi. Và các bạn cần chuẩn bị thêm một ống nhựa loại phi 21 như thế này. Các bạn sẽ quấn quanh cái phi 21 này nhá, cái ống nhựa phi 21 này. Ok, và mình quấn được như thế này, và quấn thêm cái vòng dưới này một ít nữa. Rồi, đấy. Phần dưới này các bạn bẻ cho nó được như thế này, để cho cái mỏ hàn nó được cái tụt xuống dưới. Đấy. Và phần trên này các bạn sẽ dùng tay, các bạn sẽ vặn càng dưới đít này, chúng ta càng vặn cho nó nhỏ cái vòng tròn lại. Và ở trên này chúng ta sẽ mở cho nó to ra. Đấy, làm sao cho cái mỏ hàn nó đút được vào đời nhá. Ok, vậy là mình đã nắn xong. Đấy các bạn thấy, thì chúng ta bẻ cái phần này cho nó hướng lên trên một chút. Đấy, được như này. Rồi, phần tiếp theo các bạn sẽ sử dụng cái miếng trong cái hộp sắt này, và dùng một con ốc các bạn khoan một lỗ dưới gỗ, và chúng ta sẽ gắn nó cố định lên cái miếng gỗ này. Ok, đã xong. Cái nhúi đánh nồi này các bạn bỏ vào đây, để khi chúng ta hàn ấy, chúng ta sẽ quẹt mỏ hàn như này, thay bằng một cái miếng như người ta hay dùng là một miếng bọt biển, nhưng chúng ta sẽ dùng bằng cái nhúi đáy nồi này, dùng được lâu dài mà lại hay. Đấy, mỏ hàn rất sạch, đúng không ạ? Cực kỳ sạch luôn. Rồi, còn cái phần giá này các bạn sẽ chui nó xuống đây, hoặc các bạn khoan một lỗ. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái vòng tròn để chúng ta ghim bằng con ốc xuống đây cũng được. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một chiếc giá đỡ mỏ hàn rồi. Nếu các bạn muốn nó cứng cáp hơn thì các bạn có thể làm bằng thép cứng nhá. Và đây chúng ta sẽ đút vào. Đấy, rất là tiện dụng đúng không ạ? Lúc nào hàn chúng ta chỉ cần như này và hàn thôi, thì đảm bảo được cái mỏ hàn chúng ta lúc nào cũng sạch sẽ và được bền hơn.
Nếu mà các bạn muốn mua về sản phẩm cái món hàng này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình hoặc truy cập chaotroi.hn để mua hàng. Nếu các bạn thấy video hay, hãy like, chia sẻ video và đăng ký kênh để cập nhật những video mới. Cuối cùng xin được cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.